Vâng, trận đấu thứ 3 giữa team Thái Bình và Hà Nội được bắt đầu. Vâng, trận này Tôm cầm Rick trong cánh. Vâng, trận này Rick trong cánh. Quay đầu cánh nhanh nha. Vâng, những phút đầu thì bãi qua đầu đã tìm thấy khá sớm. Hiếu đầu khá gần nhà chính. Vâng, chúng ta sẽ xem Tôm đánh Rick thế nào, đẩy y hay đánh châu chém đây. Vâng, có vẻ như hai game thủ mà được quay đều đánh ở trong cảnh. Vậy chúng ta sẽ xem màn hình của Tôm. Và đã tìm thêm thấy một voi ngay gần bãi hiêu đầu. Và anh đang tiến hành lùa những con hiêu đầu về rất gần nhà chính. Phi một phát ra về thôi. Và tìm thêm hai voi gần nhà chính để ở đây một trận chém phũ của Tôm đây. Vâng, hôm qua những lần Tôm tham 3-4 thì hầu như Thái Bình toàn giành chiến thắng. Tôi cũng không thể lý giải được. Vâng, lại thêm một voi nữa. Bài khá đẹp. Vâng, một đôi voi đã thấy. Vâng, lại thêm một hiêu phụ nữa. Hiêu 7. Vâng, nhà Tôm này đã đủ rồi. Vâng, vì hai team ở khá gần nhau, vì vậy tôi sẽ chỉ nói nhỏ thôi, ảnh hưởng đến các game thủ thi đấu. Vâng, 5 phút. Vâng, 5 phút 15, Tôm đã thiết kế chiếc net đầu tiên ngay cạnh cái cánh rừng thông khá đẹp. Vâng, có lỗ e không đây? Vâng, anh đang cho dân xa để lùa nốt con voi thứ hai về. Lúc này thì ở nhà của Tôm đã có 4 xác hiêu và 1 xác voi. Cảm xúc dâng trào phát nói to ngay. Vâng, với trận đấu này Tôm hoàn toàn có thể đánh với 23 dân cách đời sớm. Vâng, như tôi thấy anh đã sinh thêm dân ở 24 dân. Vâng, con voi quay đầu. Vâng, suýt chút nữa thì Tôm đã bị con voi lừa. Con voi quay đầu và đứng ngay đấy. Dân anh phi với theo thì lập tức bị con voi quay lại ngay. Ngoài dân ăn voi của anh đang được thiết kế ra để ăn bãi hiêu 7 bên này. Vâng, nhà của Tôm khá kín. Vâng, cũng mãi bình luận của tôi cũng chẳng để ý Tôm kích đời ở phút thứ bao nhiêu. Chiếc BB đầu tiên, lượng gỗ của Tôm đã gần đủ rồi. 10 bao nhiêu đây? Và lượng gỗ của Tôm đã đủ. Lượng thực cũng đã sắp đủ rồi. Và anh đang đẩy dân lên trên con dốc. Vâng,
vẫn quyết định đóng lờ dưới dốc. Không 10 giữa được hơn rồi. Vòng 10 phút 36. Tôm kích đời với 26 dân Rick. Nhà anh khá đẹp. Vẫn còn một đàn hiêu 7 đang xả thịt. Vâng, con ngựa giỏ đã sinh ra và anh nâng cấp chặt gỗ rất dị. Vâng, lúc này đàn hiêu 7 của anh đã được xả hết thực rồi, anh đang đồng những chiếc ruộng để ổn định việc làm ăn. Ngựa giỏ của anh đẩy lên góc 9 giờ à 3 giờ. Vâng, Yugi đầu cảnh đánh cung. Tôi vừa thấy cung tê của Yugi xong. Vâng, đây rồi, đã gặp giò của Tuti màu 3. Không biết Tuti cầm quân gì đây. Vâng, rất may là tôi vừa đẩy một con giò lên. Tôi vừa thấy con giò bên phía đối phương lao vào nhà của Yugi. Nếu bị hai giò đẩy vào nhà của Yugi thì Yugi sẽ rất khó đỡ. Vâng, và con giò của Tom đã bị chết rồi. Lúc này anh đang thiết kế một con giò khác. Vẫn chưa nâng cấp bánh xe. Và đang tiến hành bỏ bến nhà cửa khá kín rồi. Cánh trên vẫn rất hở. Vâng, và màu 4 Linda đã đầy y. Y chậm thế, khả năng là y max xe rồi. Vâng, 2 y 3 y. Vâng, thêm cả một ngựa chém nữa. Khó khăn cho nhà của Yugi đây. Vâng, và con chém, vâng, đã lọt rồi. Vâng, Tôm đập ngay một cái BI để đề phòng cung y của Maxe. Vâng, giật Maxe chậm chạp lao vào tàn sát. Vâng, nhưng lúc này chém của vâng hình như là đã có, vâng hình như một con chém của Tôm đã chết. Vâng, dần của màu 4 Linda rất gấu lao vào cầm chém ngay. Vâng, vẫn chưa bao bế gì cả, lao vào tàn sát, giết, chém. Vâng, trên này hình như là vẫn lọt. Vâng, nhận thấy là chém của Tôm chữ không có công giáp, Linda lùa ngay dân ra để chém. Vâng, cứ lao vào bãi gỗ với bãi ruộng, lao vào tàn sát. Maxe mà bị mất lực thì rất là khó hồi lại. Vâng, hai con chém mà bị kẹt rồi. Chém được bao nhiêu thì chém thôi, không nhỏ chạy được nữa. Bốn Linda. Vâng, lúc này thì nhà của Tôm đã bị quấy phá, cung của em bé đã đến. Dường như là dân của Tôm vẫn chưa có bánh xe. Vâng, đúng như vậy. Chết rồi, làm sao mà đỡ đây. Vâng, loại y của Tôm mang lao về cứu nhà. Rất may là anh đầy y, đặt nhà bê y ngay gần nhà, vì vậy có thể cứu nhà. Chỉ có 3 con cung thôi, nhưng rất là mất tay. Vâng, anh đang cơ cấu lại nhà cửa, rất là mất tay. Vâng, trận đấu đang bị gián đoạn.
hình, vâng, lúc này đá hình qua màn hình Lady Gaga tôi thấy tham ai của anh đang khá là to. Nhưng bên phía Hà Nội màu 1 và màu 3 cũng khá to. Màu 2 thì đã xẹp đi rất nhiều rồi. Vâng, tiểu bạch là màu 8 cầm Phoenix trong cảnh timeline đang rất to. Lúc này thì dân của tôm vẫn chưa có bánh xe, đang lăn lê bò toài chạy trốn. Vâng, bãi gỗ vẫn chưa bò bế gì, khó đây. Khả năng dân sẽ bị mất nửa dân. Vâng, lại xin thực của đồng đội ngay, làm cái bánh xe cho chắc ăn. Vâng, đã phát hiện ra nhà của màu vàng Tuti, lao ngay vào bãi vàng. Ăn được dân nào không? Vâng, lại thì còn có cung của Tiểu Bạch Long nữa. Tiểu đã đẩy cung vào nhà của Tuti. Vâng, cả chém cả y của tôi vẫn chưa được nâng công giáp gì cả. Và chỉ một cuộc xông pha vào nhà nhẹ nhàng thôi, tôm đã khá là mất tay rồi. Nhận thấy sự nguy cấp, anh xin thực của đồng đội nâng ngay bánh xe. Vâng, điểm số của Tuti lúc này vẫn đang rất to, mặc dù anh vừa bị Lady Gaga tấn công. Vâng, Lady Gaga của cung phô đẩy một tấn công vào nhà của Tuti, nhưng mà điểm số của Tuti vẫn đang khá to. Lúc này ba con y của tôm đang đẩy vào nhà. Vâng, khả năng là đang đẩy vào nhà của Linda rồi. Lina cầm Maxi. Vâng, đẩy y khá đúng đắn, nhưng lúc này có thể nhận thấy là Lina để đặt bi ở cạnh nhà, cung vào không hề đơn giản. Vâng, gỗ của tôm đang khá nhiều. Lúc này anh đang cho hai con dân lên giữa bản đồ, khả năng đóng y ở giữa bản đồ rồi. Vâng, chẳng lẽ Linda lại chuyển sang châu chém. Vâng, đây rồi, y đây rồi. Khá đông y của Maxi, nhưng mà tốc độ thì sao đọ lại được Gric. Vâng, nhà của Linda khá là đông y, rất nhọ rồi. Vâng, chạy được một con. Tôi nghĩ là lên chạy hẳn con đấy đi rồi quay lại đóng BI sau. Hai con dân đẩy lên giữa bản đồ định đóng BI thì gặp ngay chém của Tuti. Vâng, rất may là một con đã thoát và đóng ngay một chiếc BI ở giữa bản đồ. Vâng, rất đông hù của nhà Tuti. Dường như anh đã bị mất 2 y rồi. Vâng, thêm cả cung của Yugi. Cung của Yugi hình như đang chạy đạo chém của Linda. Vâng, Yugi đã bơm ngay cho tôm 200 gỗ để đào thêm một chiếc y ở giữa bản đồ, tiết kiệm thời gian y đi. Vâng, lúc này theo tin mật thám báo về thì nhà Tiểu Bạch Long đang nhận sự công kích rất là dữ dội của nhà của các quân bên phía Hà Nội. Vâng, chúng ta có thể thấy y của Linda đang lầm la lầm lừ lao về phía nhà màu 8 của Tiểu Bạch Long. Vâng, y Maxi nâng giáp đồng rất khó có thể đánh bại. Đây, bốn con y của tôm đang lao vào nhà của Linda.
Vâng, khá là đông y. Làm được ngay một con. Mớ ngoài tham của tôm chỉ là 34 trên 60. Vâng, nhà của Linda khá đông y. Chúng ta có thể thấy một tơn y vừa mới đẩy xuống nhà của Tiểu Bạch Long, nhưng mà ở nhà vẫn còn rất là nhiều y. Vừa lúc này tôi nghĩ là nhà của Tuti đã thủ phù rồi, lao vào nhà Tuti không hề có hiệu quả. Vâng, một con. Vâng, hai con y vừa hú được của Tuti lập tức bị đâm chết ngay. Vâng, rất đông hủ, ba con đã bị mất rồi. Vâng, rất đông phù của Tuti. Một hit. Vâng, những con phù này chỉ cần một hit thôi, nhưng lao vào những con phù này cũng khá là khó khăn. Vâng, nông dân khởi nghĩa mang ra đập y rất dị. Vâng, chúng ta có thể đánh giảm BE bo cho phù đứng trong. Lúc này lại có thêm chém của Tuti đang công phá vào nhà của tôm. Khó rồi. Vâng, rất đông chém của Tuti. Châu chém rồi. Vâng, Tuti thủ rất nhiều phù ở nhà. Vâng, không biết tham lai lúc này đã đè chưa. Tôi nghĩ là đè rồi. Với việc tiểu em vâng lại thêm cả cung của em bé tấn công vào nhà của tôm nữa. Vâng, F10 rồi, enter. 2-1 cho team Hà Nội, một trận đầu quá hay của team Hà Nội. Vâng, chúng ta có thể thấy Linda rất kinh nghiệm.